Chào tất cả các bạn, mình đang là dược sĩ ở 148 Bà Triệu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về quá trình mình đã giảm cân thành công như thế nào. Trước đây thì mình không được thon gọn như là bây giờ. Thì sinh xong mình bị rất là béo và không thể nào mà về cân được như trước được. Mình cũng có tìm hiểu một vài thuốc giảm cân, nhưng mà các bạn nên biết là thuốc giảm cân nó không bao giờ an toàn và hiệu quả như quảng cáo. Gần đây thì mình mới được bạn bè giới thiệu cho phương pháp giảm cân Lipotonic của thẩm mỹ viện Lamia. Thì trước khi mà tìm hiểu đến cái phương pháp giảm cân này ấy, thì mình cũng cũng học và đã biết được cái cấu tạo, cấu trúc của các mô mỡ và cái để mà cách để mà mình loại bỏ mỡ ra khỏi cơ thể, thì mình đã tìm hiểu rất là kỹ. Và khi mà quyết định mình chọn cái phương pháp giảm cân này, thì sau một vài buổi mình trải nghiệm thì mình thấy nó khá là hiệu quả. Và cho đến bây giờ thì mình đã tổng là mình đã giảm được 5kg thịt và tận những 20cm vòng bụng. Phương pháp giảm cân này thì mình thấy nó ưu điểm là không mệt mỏi, không phẫu thuật, và mình vẫn làm việc sinh hoạt bình thường, và đặc biệt là nó sẽ bài tiết và nó sẽ đào thải mỡ qua được bài tiết của mình. Cơ chế của nó là sử dụng sóng cao tầng và nó tác dụng sâu tận những 12cm dưới lớp biểu bì, có nghĩa là vào tận mỡ của mình, và nó sẽ giúp hóa lỏng và đào thải mỡ của mình bằng được bài tiết và không gây mệt mỏi hay là chóng mặt, hoa mắt gì cả. Nó sẽ tác dụng trực tiếp lên cái mô mỡ của mình. Và đặc biệt một điều mình rất cảm thấy rất là may mắn, khi mà mình tìm đến cái phương pháp là giảm béo này, thì mình lại là nằm trong một trong 20 người được hưởng cái chế độ khuyến mại của bên Ba, là giảm 80% chi phí tất cả liệu trình, là từ 20 triệu xuống còn 5 triệu. Vậy nên là chị em nào còn băn khoăn và muốn thay đổi bản thân thì hãy còn không chần chừ, hãy đến và cảm nhận trải nghiệm giống mình để có thể giảm cân an toàn thành công và lấy lại được vẻ đẹp mà mình mong muốn.